Ok, chào các bạn nha. Con này con phát điện mà mình hay giới thiệu á. Lấy về 5 con. Mở ra bên trong rất là bất ngờ các bạn. Sao nó mới dữ ta? Hình như chưa xài các bạn ơi. Cái này bị cắt cốt là giống như người ta phân hủy hàng á nha. Nhưng mà cắt chừa ra một khoảng rất là dài. Mới ken xà beng luôn. Vỏ nhôm. Dây đồng vỏ nhôm. Mới ken xà beng. Rất là đẹp các bạn. 500 hít rất là mạnh nha. Cái này thì nó phủ một lớp này mình không nhìn thấy được nó trắng hay đen các bạn. Nó phủ sơn, phủ gì. Nhưng mà cơ bản 500 con này rất là mạnh nha. 500 con này thì khả năng là trắng nhưng mà nhìn không có ra được. Phủ một lớp như vậy. Chứ đen thì nó không mạnh như vậy. Nó làm cái thiết kế nó âm vô các bạn, nó âm vô trong nha. Cũng có rất là nhiều loại nó âm vào trong nha, nó làm âm vào trong. Rất là ok. Ok, con này thì 1000W nha. Áp đỉnh là 280V. DC nha các bạn. Chơi con này là phù hợp cho những cái hệ điện bù cho cái hệ điện năng lượng mặt trời của các bạn á. Rất là nhiều khách mua những con tầm 1kW nè, để bồi vô các bạn. Làm hệ bồi nha. Bồi vô một cái cánh, ví dụ như các bạn xài cánh tà nhỏ nhỏ thôi. Để bồi thêm. Thì điện nó ra là điện DC. Nó giống như điện năng lượng mặt trời. Tuy nhiên con này áp đỉnh là 280 200 chưa có tem rồi. Ở đây. Áp đỉnh là 280 VDC nha các bạn. Hàng của Nhật nha. Kasatsu nha, Kasatsu của Nhật. Thì 1000W nha, 1000W. Áp là 280V. Con này tua tầm 800 nha. 8900 gì đó nha, tua thấp. Ok, Kasatsu. Ok, khách nào cần thì liên hệ nha. Hệ điện bồi. Hệ bồi cho cái hệ năng lượng mặt trời nè. Là một, hai là cái hệ điện mà các bạn xài trong gia đình mà để thắp sáng sạc ắc quy này nọ nha, là hai. Còn còn không á, các bạn qua cái bộ này nè, chiều mình cũng có giới thiệu nha. Giá vừa rẻ mà nó lại vừa nó ok, giá nó phù hợp túi tiền. Con này nha. Đó. Con này các bạn làm một cái hệ điện nhỏ nhỏ. Vừa sạc ắc quy bình 30A, 40A. Con này các bạn sạc, nếu mà các bạn làm cánh đủ lực á, các bạn sạc bình 40-50A thoải mái nha. Cái lực cánh á, cái lực sức mạnh của cánh đó các bạn, thì nó liên quan tới cái ampere. Còn cái vòng tua thì nó liên quan tới cái áp nha. Cơ bản con này áp cao, cho nên mà tua chậm thì nó cũng ra điện nhiều nhé. Ra điện nhiều. Solar charge controller. Ok, bộ này thì mình cũng định làm một cái mô hình nhỏ nhỏ nha. Tại vì có 5 con, làm con làm mô hình nhỏ nhỏ giới thiệu tới khách. Ok, trước tiên mình review cái video nội thất con này nhé. Video cái lồng bên trong rất là đẹp. Thì mai mình không đi bãi, khả năng mình làm một cái mô hình nhỏ nhỏ phát điện để cho các bạn hình dung rõ nha. 1kW. Bây giờ giá là mình tặng luôn cái bộ này các bạn. Thì giá là 1,7 triệu. 1,7 triệu. Giảm 100k, 1,7 triệu. Bao ship